tôi thì chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Nguyễn Văn Canada. Hôm nay trời nó hơi lạnh các bạn ạ. Thời tiết giờ nó xuống đến khoảng 2-3 độ gì đấy, 0 độ đấy. Tự nhiên Nguyễn Văn thấy thèm ăn steak quá, ngồi nhà suy nghĩ không biết là mình nên ăn cái gì, thì tìm thấy được một cái nhà hàng gọi là Steakhouse Bar. Vân sẽ đi thử vào đây xem là có cái gì ăn ngày hôm nay nha. Vân nhìn ở trên internet cái nhà hàng nó số đẹp lắm các bạn. Nó có steak này, nó có lobster này, nó có rất là nhiều món ăn. Nên là bây giờ mình sẽ đi vào bên trong mình ăn và mình review lại cho mọi người cùng biết xem là có những món gì nha. Ok các bạn, đi với Vân nha. Nhìn cái nhà hàng quá là đẹp luôn, chắc chắn là bên trong đồ ăn sẽ rất ngon các bạn. Để mình xem nào. If you don't mind, I do just need a name and a phone number. Okay. My name is Van. V-A-N. V-A-N? Yep. 7-7. And your last name? Nguyen. M-T-U-Y-E-N. Thank you so much. Thank you. Các bạn biết không, cái mùa dịch này tất cả các nhà hàng họ cũng open, họ cũng khuyên rất là khử trùng, mình không có phải lo lắng gì. Nhưng họ cũng lấy lại cái information của mình, để có cái chuyện gì đó thì họ phone cho mình. Tất
cả những cái restaurant ở Vancouver họ đều làm những cái động tác như vậy, nên là không có cần phải lo lắng gì nhiều. Nếu Vân thấy là cái nhà hàng này quá đẹp phải không các bạn? Chưa biết là đồ ăn như thế nào nhưng mà cái không gian của nó thật là đẹp. Sau khi mà có birthday này hay có những cái special này gì đặc biệt của gia đình mình có thể mang gia đình mình tới đây. Nếu Vân thấy có những cái bàn nó rất là rộng. Enjoy. Thank you. Wow. Các bạn nhìn thấy không? Bây giờ chắc phải cởi áo ra để chờ mình sẽ enjoy một phút nha các bạn. Bây giờ đã vào mùa đông rồi, các bạn ơi, trời ơi, đang đói bụng. Mà nhìn những cái món này, các bạn nhìn này. Wow, lobster, mashed potato với lại steak. Nhưng mà cái này 6 ounce, không biết là 6 ounce, không biết là mấy lạng, không biết nó hơi nhỏ. Mà Vân ăn vậy là vừa đủ rồi. Các bạn biết là cái thời gian vừa rồi mà đi review đồ ăn xong mới Vân lên 2kg đó. Bây giờ sẽ phải tìm cách để giảm cân lại. Bây giờ từ từ mình sẽ thưởng thức nha. Đầu tiên á, ăn thì nó phải chỉn chu một xíu thôi các bạn. Đó. Bây giờ mình sẽ thưởng thức cái diện đỏ này. Rượu này nó nói là rượu gì quên mất kia rồi. Thì thử cái nha. Chất chát chứ, nhiều chát hơn là ngọt. Ngọt. So good. Ok. Bây giờ mình sẽ thử cái món tôm nha các bạn. Bây giờ mình sẽ thử cái món tôm này trước nha, qua ra này các bạn. Wow, nó có cái mùi bơ này, mùi tỏi này các bạn, mà thịt nó hơi xém xém cháy cháy á, ngon quá. Ngon, rất là ngon. Đây là cái mush của tay trầu, có nghĩa là cái khoai tây nghiền đó các bạn. Ngon. Trong này nó có mùi bơ và có mùi sữa. Nó thêm một xíu muối, muối hơi mặn xíu thôi. Đậm đà vừa ăn. Bây giờ mình sẽ thử sang cái steak này nha các bạn. Các bạn nhìn thấy dễ thương không? Thì con tôm không biết làm thế nào mà nhìn hấp dẫn. Mình sẽ chuyển qua cái thịt bò này, mình sẽ thử nha. Cái thịt bò này á, là cái loại thịt gọi là thịt bò Kobe. Và nó được nuôi ở vùng Alberta. Mà cái thịt bò, các bạn đã từng nghe thấy cái thịt bò mà nuôi xong rồi cho nghe nhạc chưa các bạn? Cho nghe nhạc để uống sữa. Đó là cái loại thịt bò này đó. Thì Vân chọn loại medium rare là nó không có chín quá. Bây giờ mình thử nhá. Không biết mình muối ta. Thơm. Thơm. Cũng là mùi bơ nữa. Thịt mềm và rất là ngọt. Mềm lắm và rất ngọt. Nhưng mà mình vẫn muốn có một tí muối để mình chấm. Excuse me. Excuse me. Top some pepper and salt. Yeah, absolutely. Thank you. Mình vẫn muốn thêm một ít hạt tiêu và muối để mình chấm. Người Việt của mình thường là như vậy. Thật ra thì họ đã làm, nó cũng đã vừa ăn rồi. Mình cũng đã thích thêm một xíu nữa.
ngọt, mềm. Con bò mà nghe nhạc là con bò là gì được các bạn? Ngon được lắm các bạn. Chắc chắn ăn xong cái đĩa thịt bò này sẽ lên thêm một phao nữa. Thank you. Đây là tiêu. Cái máy xay tiêu nó cũng xinh nữa các bạn. Thêm một miếng muối. Tiếp cái món thịt bò của mình. Nên các bạn có thể mang gia đình của mình tới để nếu mà nhìn thấy trong nhà hàng này có rất nhiều những cái chỗ ngồi đông cho người, khoảng mười mấy người cũng có một cái phòng room đó các bạn. Mình đang thấy là trong này có những cái phòng nó rất lớn cho gia đình khoảng mười mấy người, 20 người cũng có luôn. Thì khi các bạn tổ chức sinh nhật các bạn tới đây, ok. Với Mỹ Vân thấy là như vậy đó. Thì họ mở cửa là lúc 3 giờ chiều các bạn. Mỹ Vân là người đến đầu tiên nên bây giờ nó vẫn còn hơi vắng. Mỹ Vân xem nào. Các bạn biết không? Từ 3 giờ đến 6 giờ là happy hour, nó có 50% off và 15% off. Nhưng các bạn có thể đến vào cái giờ này và nó đóng cửa lúc 9 giờ tối. Vậy là mình có 15% off ở trong này. That's why cái giá của nó rẻ. Cái địa chỉ của cái nhà hàng này á, nó là 1051 Edgewood, Richmond nha các bạn. Mình xem cái số phone number đâu. Các bạn muốn thì có thể vào cái website của nó để coi những cái món ăn là chop.ca. Chop là cái chữ chop bình thường của mình thôi. Chop nón, chop mũi, chop núi. Vậy đó, chop.ca. Easy lắm các bạn. Mỹ Vân không nhìn thấy số phone ở đây nhưng mà địa chỉ của nó là 10251 Edgewood Road, Richmond, BC, Vancouver. Hôm nay rất ngon nhưng mà thực sự với các bạn là nó nhiều quá. Một phần ăn như vậy thì rất là nhiều cho nên phải mang về. Các bạn ăn không hết, quá no các bạn ạ, và gì cũng ngon, nó hơi bị chát. Hơi say say rồi.
trước khi kết thúc cái video này thì Mỹ Vân cũng cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi tất cả những cái video mà Mỹ Vân đã từng làm, mới có tham gia vào gia đình YouTube được hơn một tháng, nhưng đến nay thì Mỹ Vân cũng nhận được hơn 80 cái subscribe. So happy với mọi người thì có thể là mấy triệu subscribe, nhưng họ đã đi qua nhiều năm rồi và họ có nhiều lượng fan theo dõi, nhưng mà Mỹ Vân mới ra được một tháng thì đã có được hơn 80 subscriber. Mỹ Vân cảm thấy cũng rất là vui vì những cái sản phẩm của mình luôn luôn được mọi người yêu thích và đón nhận. Hy vọng là những cái video kế tiếp của Mỹ Vân thì các bạn cũng yêu thương và xem nhiều và theo dõi và share về Facebook của các bạn. Mong muốn một ngày nào đó mình sẽ nhận được nút vàng của YouTube. So happy. Cũng mong là quý vị sẽ yêu thương Mỹ Vân nhiều hơn nữa. Và nếu các bạn xem những cái video của Mỹ Vân làm mà các bạn thấy có những cái điều gì đó nó chưa có good thì các bạn cứ cho Mỹ Vân một cái comment, cho dù là good hay là không good cũng ok. Và Mỹ Vân cũng đón nhận những cái ý kiến đa chiều của các bạn để Mỹ Vân muốn là làm một ngày nó tốt hơn. Mỹ Vân muốn biết là các bạn muốn xem những cái gì ở Canada, những món ăn hay những cái phong cảnh của Canada, thì qua đó Mỹ Vân sẽ có cái động lực và có cái idea để mình làm tốt hơn cho những cái video kế tiếp. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất rất nhiều. Và các bạn đừng quên nha là bấm subscribe cái kênh YouTube Mỹ Vân Canada. Thank you so much. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video kế tiếp. Bye. Thank you.